ghét bỏ là cảm giác mà ai cũng có. Sau tất cả mọi lý lẽ, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là con người và ta phải trải qua mọi cảm xúc và trạng thái. Cho dù ta thấy chúng có tầm thường và ích kỷ như thế nào, thậm chí chúng ta còn trở nên thân thiết hơn khi chúng ta cùng không thích một người. Theo nghiên cứu của nhóm nghiên cứu trường Đại học Oklahoma vào năm 2006, con người khi chia sẻ cảm giác tiêu cực với những đối tượng khác sẽ trở nên gắn kết hơn. Điều này cũng đúng với cả thái độ tích cực. Ghét bỏ như là một vết sưng tấy ở trong lòng ta. Không có bất kỳ nguyên nhân cụ thể nào có thể giải thích được vết sưng tấy ấy. Các yếu tố có thể hòa lẫn với nhau hoặc là thậm chí tạo thành một vòng lặp để hình thành nên sự ghét. Tuy nhiên, vẫn có một số nguyên nhân nổi bật dẫn đến cảm xúc ghét bỏ. Và đó cũng là những gì tác giả Tú Anh muốn bàn luận qua bài viết Tại sao chúng ta ghét. Chúng mình sẽ đặt link bài viết gốc ở dưới phần mô tả của video cho những ai muốn tham khảo kỹ hơn nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu thôi. Cho nên là nó còn nguy hiểm đến tính mạng. Suýt chết ở Nam Phi bởi vì là... Đó chính là nhà văn, nhà báo Trương Anh Ngọc. Và chúng tôi đã kết nối được với nhà báo Trương Anh Ngọc, nhà báo duy nhất tại Việt Nam được tham gia bầu chọn danh hiệu Quả Bóng Vàng. Quan điểm của nhà báo Trương Anh Ngọc như thế nào? Ô, tuổi thơ của anh là một cái tuổi thơ mà nó gọi là gì nhỉ? Nó không bằng phẳng một chút nào cả. Đấy là tuổi thơ của một đứa trẻ mà... Tức là bạn làm điệu bộ là cầm súng bắn như này. Anh rất sốc luôn. Anh bảo không, Việt Nam của chúng ta đâu phải là súng bắn đâu. Cái việc đi nó khiến cho con người ta trở nên khiêm tốn, bởi vì nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình làm cái hạt cát bé tẹo. Tức là yêu nước cần gì phải vỗ ngực bảo ôi tôi yêu Việt Nam lắm, tất cả các nước khác đều là shit hết, tôi yêu Việt Nam tuyệt vời lắm. Không, em thấy là có rất là nhiều những người phải cố gắng để tạo ra đủ các thể loại drama mà không bao giờ có được cái sự mức độ chú ý như anh đang có. Có bao giờ anh nghĩ đấy là một điều tốt lành? Hãy bấm nút subscribe để cùng chúng mình talk thật là sâu nhá. Ta căm ghét vì não ta liên tục phân biệt giữa chúng ta và họ. Con người là một loài xã hội và hợp tác lẫn nhau để chung sống. Chúng ta không ngừng xếp mình vào những nhóm hoặc là những cộng đồng lớn nhỏ. Cùng với đặc điểm ấy, đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy não chúng ta có khuynh hướng phân biệt giữa ta và họ. Họ ở đây là những người không giống mình. Ví dụ ở đây là về chủng tộc. Tiến sĩ sinh học ở Đại học Stanford, ông Robert Sapolsky có viết về cách mà não chúng ta phản ứng một cách tự động khi được cho xem ảnh của những người mà không giống chúng ta như sau. Khi chiếu nhanh hình ảnh các khuôn mặt ấy trong vòng 50 mili giây, tức là 1/20 của giây, mức thời gian chưa đạt để não kịp nhận ra, thì đáng chú ý là dù trong thời gian ngắn như thế nào, não vẫn sẽ xử lý được những khuôn mặt của nhóm họ theo cách khác hẳn so với những khuôn mặt của nhóm chúng ta. Chiếu nhanh hình ảnh khuôn mặt của một người từ chủng tộc khác thì trên trung bình, các đối tượng tham gia thí nghiệm có một sự hoạt động của amygdala, vùng não có liên quan tới nỗi sợ, lo âu và tính hung hăng. Rõ ràng là từ đầu, não người đã sẵn sàng cho sự phân biệt và ghét bỏ. Điều này cũng áp dụng với hành vi và tính cách của một người. Nhà tâm lý học William Marston Mouston, người phát minh ra máy nói dối, cha đẻ của series truyện tranh Wonder Woman và cũng là tiến sĩ Đại học Harvard, nhận định 4 hướng tiếp cận với hành vi. Theo trang Psychology Today, công cụ DISC, với DISC viết tắt cho các yếu tố sự thống trị, sự ảnh hưởng, sự ổn định và sự tuân thủ, được tạo ra dựa trên công trình nghiên cứu của Mouston, đã được kiểm chứng ở hàng chục quốc gia trong nhiều thập kỷ với rất nhiều người khác nhau. Công cụ này chia hành vi ra làm 4 nhóm chính và ta sẽ thường không thích những người có xu hướng hành xử khác biệt hay là quan điểm đối lập. Chính vì lẽ đó mà ta dễ dàng ghét một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vì cách ăn mặc, màu da hay là những hành vi ban đầu của họ khác chúng ta. Nỗi hận thù sưng tấy này có thể dẫn tới một hệ quả thường thấy ở dưới đây, đó là hiện tượng dehumanization. Sự phi nhân hóa dehumanization. Một biểu hiện là hệ quả của sự căm ghét chính là sự phi nhân hóa. Sự phi nhân hóa cũng theo trang Psychology Today là một trong 8 dạng buông thả đạo đức. Sự buông thả đạo đức là một khái niệm tâm lý xã hội nhằm chỉ quá trình một người thuyết phục bản thân rằng các tiêu chuẩn đạo đức không áp dụng cho họ trong một bối cảnh cụ thể. Vì vậy, có thể hiểu rằng sự buông thả đạo đức là một cách một người tạo ra để ngụy biện và để công nhận cho những hành vi vô đạo đức. Nhà tâm lý học Albert Bandura miêu tả định nghĩa này là tất cả những sự buông thả đạo đức là những chiêu trò để một người chấp nhận những hành vi mà theo lẽ thường sẽ được nhận định là không công bằng hoặc là vô nhân tính. Hoặc đơn giản, buông thả đạo đức là cách một người tự thao túng bản thân để hành vi xấu xa mà họ làm trở nên dễ thở hơn với cả chính họ.
Như vậy, sự phi nhân hóa là việc một người tự thuyết phục bản thân để phủ nhận hoàn toàn tính con người ở một người khác, chối bỏ sự thật rằng một người hoặc là một nhóm người có khả năng cảm nhận và suy nghĩ, thiếu năng lực tinh thần. Việc phi nhân hóa một người sẽ khiến chúng ta căm ghét, nhưng lại làm chúng ta cảm thấy không quá tội lỗi vì ta đã chối bỏ tính người của họ rồi. Nhưng về bản chất, đi kèm với phi nhân hóa sẽ là sự tàn ác và đau khổ. Hiện tượng này trong văn hóa Việt Nam thể hiện ở việc khi ghét bỏ, một người sẽ gán cho một người khác cách gọi đặc biệt là đồ con chó. Cảm giác bị người khác phi nhân hóa sẽ khiến chúng ta ghét bỏ người đó. Việc một người bị phi nhân hóa, bị phủ nhận và từ chối tính con người bởi một người khác cũng dẫn tới hệ quả là cảm giác căm ghét tương tự. Đúng thế, cảm giác bị chối bỏ tính người cũng có thể gây ra sự căm ghét, và sự căm ghét lại có thể gây ra hiện tượng chối bỏ. Đó là một vòng lặp độc hại, hệt như vòng lặp của kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. Khi bị phi nhân hóa, một cá nhân có thể cảm thấy vô cùng đau khổ, cảm thấy mình bị mất giá trị và sinh ra lòng căm ghét. Điều này lại dẫn tới lý do thứ ba. Ghét bỏ như một cơ chế phóng chiếu, cơ chế phòng vệ. Phóng chiếu là quá trình đặt cảm giác, cảm xúc của một người lên người, con vật hay là đồ vật khác. Định nghĩa này cũng thường được dùng để chỉ khái niệm phóng chiếu phòng vệ, tức là gán những ham muốn hay là thúc đẩy, không chấp nhận nổi lên người khác để bảo vệ cái tôi mong manh. Khái niệm này xuất hiện lần đầu tiên trong những bài viết của bác sĩ thần kinh, nhà tâm lý học người Áo Sigmund Freud vào những năm 1890. Ở đây tôi có một vài ví dụ với hai nhân vật tưởng tượng là Linh và Tuấn. Ví dụ 1, Tuấn rất yêu mến Linh. Anh ghét sự thật là có thể Linh không yêu mình, nên anh thường nghĩ là Linh cũng yêu mình, và đó là sự phóng chiếu để bảo vệ cái tôi trong tình cảm của Tuấn. Ví dụ thứ 2, Tuấn có một người mẹ rất kiểm soát và lúc nào cũng nhắc nhở Tuấn quá mức. Vì vậy mà trong vô thức, Tuấn cũng đối xử như thế với người yêu của mình, y hệt với cái cách phản ứng với người mẹ. Anh không muốn nghe, anh né tránh khi có mâu thuẫn, vì trong lòng Tuấn, hình ảnh phụ nữ kiểm soát và cường điệu mà Tuấn ghét đã bị Tuấn phóng chiếu lên cả người yêu của mình. Ví dụ thứ 3, Linh là một người ghét sự dịu dàng nữ tính. Bởi vậy nên trong âm nhạc, Linh sẽ thích nghe những bài rap ghét lẹt và phóng chiếu sự ghét bỏ lên những hình tượng ca sĩ ballad bánh bèo. Nhìn chung, ta căm ghét ở đối tượng những gì ta căm ghét ở bản thân mình. Đó là câu nói tóm gọn cho những lý do này. Ta thầm ghét những thứ thuộc về bản thân mình, tới nỗi ta chuyển sự ghét đó đến một ai khác. Ta có một nỗi đau, nhưng ta chọn cách phủ nhận nó. Chiến hay chạy, fight or flight, phản ứng của não khi ghét bỏ. Nhà nghiên cứu và tác giả về thần kinh học người Mỹ Robert Sapolsky đã từng viết trong bài báo Vì sao não của bạn ghét bỏ người khác của mình vào năm 2017 như sau. Khi ta thấy ai đó khác mình, có một hoạt động của hạch nhân ở vùng não liên quan tới nỗi sợ, lo âu và tính hung hăng. Phản ứng này tạo ra một hình mẫu như sau. Khi ta thấy một người khác với ta, ta trở nên căm ghét, đồng thời họ cũng là một nguyên nhân gây tổn thương cho ta, bởi vậy mà ta trở nên sợ và hung hăng với cả họ. Hay nói một cách khác, theo thời gian mà ta không có trải nghiệm, kỷ niệm tốt với một người, cảm giác tiêu cực mà ta dành cho người đó sẽ bắt đầu phản ứng, chiến hay là chạy. Theo A.J. Marsden, giáo sư tâm lý học ở Beacon College, Florida, phản ứng chiến hay chạy là cách cơ thể phản ứng với nguyên nhân gây căng thẳng. Vấn đề ở đây là phản ứng này được bật công tắc ngay cả khi không có một tên sát nhân nào cầm cưa đeo mặt nạ ở xung quanh chúng ta. Chúng ta là loài sống hoài niệm, và chúng ta không thể phân biệt được tên sát nhân thật cầm vũ khí với một người mà ta ghét, ta đặt biệt danh là đồ con chó. Điều đó có nghĩa là phản ứng chiến hay chạy cũng được phát động khi ta thấy một bức ảnh đại diện hay là một dòng comment của kẻ mà ta ghét. Ta có thể chọn chiến, tấn công hoặc là chạy, sợ hãi, cho dù lựa chọn nào, nó cũng sẽ gây ra tổn thương. Không những thế, ghét bỏ thường có xu hướng tăng lên theo thời gian. Vẫn theo Marsden, trong não, những liên kết neuron trở nên mạnh mẽ hơn và làm cho chúng ta níu kéo hơn những mặt tiêu cực của những người đó. Kể cả khi họ làm gì đó tích cực, chúng ta vẫn sẽ chú ý nhiều từ những điều tiêu cực đó, bởi vì đó là thói quen mà ta tập cho não. Giảm ghét bỏ thế nào? Rõ ràng ghét bỏ là cảm giác tiêu cực vì nó liên tục đặt cơ thể dưới căng thẳng, nhưng liên tục chối bỏ nó cũng gây căng thẳng tương tự. Khi viết về não bộ liên tục phân biệt giữa nhóm chúng ta và họ, tiến sĩ Sapolsky cũng viết về việc phản ứng ghét bỏ trong não con người không phải được in dấu cố định và mãi mãi ở trong đó. Chúng ta có thể thay đổi phản ứng cảm xúc của mình với những người khác thuộc nhóm họ. Ví dụ như là khi Sapolsky đã từng nhấn mạnh, một công cụ nhận thức mạnh mẽ có tên là tiếp thu quan điểm. Giả vờ như bạn là họ
và giải thích những nỗi đau của họ, khi ấy cũng chính là của bạn. Bạn sẽ thấy thế nào? Bạn cũng sẽ thấy đau đớn sau khi đi hàng dặm ở trên đôi giày của họ chứ? Ngoài tiếp thu quan điểm, thực hành chánh niệm, phương pháp quốc dân của thế kỷ mới cũng là một lối hóa giải hận thù thiết thực. Khi mà bạn để ý hơn tới những cái hành vi, tới nguồn gốc của cảm giác tiêu cực đó, bạn sẽ có thể biết được rằng nó xưng tấy ở đâu và làm thế nào để xoa dịu nó. Chánh niệm là một phương pháp tập trung nhiều vào nhận thức và chấp nhận, giống như là thiền, bởi vì một khi bạn nhận ra điều gì đó ở trong mình, bạn có thể sẽ chọn được cách giải quyết cho nó. Nói tóm lại, ghét bỏ là một cảm giác tiêu cực rất con người, xuất phát từ thẳm sâu bản năng và phản ứng vô thức của bộ não. Ta có thể ghét ai đó vì họ khác ta, vì ta bị một ai đó không tôn trọng và cả vì những thứ làm tổn thương ta. Những thứ ta ghét ở ta xuất hiện ở những đối tượng khác. Ghét bỏ như một vết sưng tấy ở trong lòng ta, bởi vậy mà ta nên hòa giải chúng bằng cách chấp nhận những quan điểm khác biệt và thực hành chánh niệm. Ghét bỏ vẫn sẽ luôn ở đó và sống chung với nó thế nào là ở bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình sẽ ra ở trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!